Hey guys, Jason here, back with another video. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Jason. Trong video lần này thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách để mà làm quen với lại một người nói tiếng Anh hoặc là một người nước ngoài. Vì trong giao tiếp thì dĩ nhiên là đầu tiên là mình phải làm quen với họ rồi. Thì cách làm quen như thế nào? Những câu như là What's your name? How old are you? Where are you from? Những câu đó thì các bạn đã học ở trường đúng không? Nhưng mà khi mà giao tiếp với lại người nước ngoài, khi mà các bạn hỏi những câu đó có vẻ như là nó hơi không có tự nhiên cho lắm. Cho nên mình sẽ chỉ các bạn những cách mà hỏi nó tự nhiên hơn. Nếu bạn đang xem video này và bạn chưa có đăng ký kênh của mình thì hãy bấm cái nút subscribe ở bên dưới nhé. Và kế bên đó là có cái chuông, thì các bạn bấm cái chuông đó thì YouTube sẽ thông báo cho các bạn khi mà mình có ra video mới. Và nhân tiện nếu các bạn thích video này thì hãy bấm cái nút like luôn nhé. Và rồi, mình bắt đầu video thôi. Đầu tiên đó là biết về tên, thì các bạn biết đó là What's your name. Thì thay vì mình hỏi người ta bạn tên gì hoặc What's your name thì các bạn có thể tự giới thiệu bản thân trước, rồi sau đó hỏi tên của người đối diện hoặc là người mà bạn muốn quen. Thì nó sẽ tốt hơn, tại vì mình chủ động trước. Ví dụ như là Hi, I'm Jason, what's your name? Hoặc là Hi, I'm Jason, what's yours? Hoặc là bạn cũng không cần phải hỏi là what's yours hoặc là what's your name nữa, mà là cứ giới thiệu bản thân mình thôi. Thì cái người mình nói chuyện với thì họ sẽ tự nhiên giới thiệu bản thân họ thôi. Ví dụ như là Hi, I'm Jason, thì người kia sẽ trả lời lại là Hi Jason, I'm Sarah. Ví dụ vậy. Và rồi bây giờ mình sẽ lên một trang gọi là Free for Talk để mà nói chuyện với lại nước ngoài, sử dụng những cái câu mà mình vừa chỉ các bạn. So I'm Jason. So what's your name? Leo. Hi Leo, nice to meet you. Nice to meet you too, Jason. Sau khi biết đến tên thì thường người Việt Nam mình sẽ hỏi về tuổi để mà dễ xưng hô với nhau đúng không? Nhưng đối với người nước ngoài, tuổi tác không có quan trọng với họ. Tại vì khi mà nói tiếng Anh thì chỉ có you với me thôi đúng không? Thì đâu có anh, em hay là gì đâu. Cho nên đối với họ, tuổi không có là một vấn đề lớn lắm. Và cũng có người họ rất là ngại khi mà mình hỏi đến tuổi của họ nữa, nhất là phụ nữ. Bạn không nên hỏi tuổi của phụ nữ. Phụ nữ thì không nên hỏi về tuổi nè, không nên hỏi về cân nặng nè, hai cái đó là cấm kỵ nhất. Còn khi bạn nói chuyện với lại một người đàn ông đi, bạn muốn biết tuổi của họ thì bạn cũng có thể hỏi, nhưng mà không nên hỏi là How old are you, mà hỏi một cách khác lịch sự hơn. Ví dụ như là Do you mind if I know your age? Hoặc Do you mind if I ask you about your age? Và đôi lúc cái người mà mình nói chuyện là một người, ví dụ như là một người nước ngoài đi, thì họ sẽ nói với bạn là Can you guess my age? Họ nói là bạn đoán tuổi của họ đi. Thì các bạn để ý cái này nha, chú ý cái này nha. Tại vì đối với một người nước ngoài, khi mà họ còn trẻ đó thì họ sẽ muốn họ nhìn một cách là già đi và chững chạc hơn. Ví dụ như bạn ấy là tuổi 18 đi, thì bạn ấy sẽ muốn nhìn như là tuổi 21, 22 hoặc là 25, ví dụ vậy. Thì đó là cái tâm lý của người nước ngoài, họ muốn nhìn chững chạc hơn chứ họ không muốn nhìn trẻ hơn. Cho nên khi các bạn đón tuổi của họ thì các bạn nên nói là You look like you're in your mid-20s, là đang ở độ tuổi 20. Khi mà mình thừa biết họ là đang tuổi 18 nên mình nói là You look like you're around 20s. Thì người đó sẽ cảm thấy vui, tại vì mình cảm nhận họ là bạn nhìn chững chạc hơn. Khi mà mình nói điều đó thì cái người đó sẽ rất là vui. Do you mind if I ask you about your age? 37. 37. I'm 27. Wow. Yeah. You're pretty young. Uh-huh. Biết đến tên, tuổi rồi, tiếp theo là biết về bạn ấy đến từ đâu. Để mà hỏi bạn ấy đến từ đâu thì các bạn thường hỏi như thế nào? Hỏi là Where are you from, đúng không? Nhưng mà cách hỏi như vậy đối với mình cảm thấy vẫn chưa tự nhiên cho lắm. Thì cũng giống như cách mà mình giới thiệu bản thân mình trước, mình tên gì và sau đó hỏi cái tên của người mà mình nói chuyện với nhau á, Thì hỏi là bạn đến từ đâu thì cũng vậy thôi. Đầu tiên đó là mình phải giới thiệu bản thân mình, là mình đến từ đâu trước, rồi xong mới hỏi đến họ. Trường hợp này là trường hợp khi mà các bạn đang ở nước ngoài thôi ha. Còn bạn mà ở Việt Nam rồi thì đừng có nói là I'm from Vietnam, where are you from nữa. Mà nói là I'm from cái nơi nào đó, ví dụ như I'm from Nha Trang, how about you? I'm from Nha Trang, how about you? And I'm from Vietnam, how about you? I'm from Peru. Peru? Is that in South America? That's right. Oh, I see. So what's interesting in Peru? Wow, a lot of things I imagine are interesting in my city. There are a lot of destinations, attractions. What about in Vietnam? Vietnam, there are many natural attractions as well. Tourists come here for that. So I guess like you can go to Halong Bay or Ninh Binh. It's also really beautiful. And I live in Nha Trang, which has a really long beach. Wow! One day I would love to visit your country. Sure. And get to know the history and the nature. Tiếp tục theo cái cuộc đàm thoại này thì các bạn có thể hỏi về công việc hoặc là hỏi về bạn có còn đang đi học hay không. Thì đầu tiên mình sẽ nói về công việc trước nha. Thì để mà hỏi về công việc bạn đang làm gì thì bạn thường hay hỏi như thế nào? Có thể là what's your job hoặc là what's your work, đúng không? Có thể là mình sai nhưng mà mình nghĩ lại. Nhưng mà những hỏi theo kiểu đó thì mình cảm thấy không có tự nhiên, nó mất tự nhiên. Cho nên sẽ có cách để mà hỏi một cách là tự nhiên hơn. Và theo mình cách tự nhiên để mà hỏi về công việc đó chính là what do you do for a living? What do you do for a living? Nếu mà dịch ra tiếng Việt thì nghĩa là bạn làm gì để sống. Khi mà mình nói tiếng Việt mình có vẻ như là nó không có tự nhiên, nhưng mà khi mà nói tiếng Anh cái câu đó là câu mình nghĩ là tự nhiên nhất. What do you do for a living? Và sau đó để mà cuộc trò chuyện dài hơn thì các bạn nên hỏi những câu hỏi mà nó là open-ended, nghĩa là những câu hỏi không thể nào trả lời bằng câu trả lời yes hoặc là no, mà câu trả lời họ phải giải thích nó dài hơn. Ví dụ như các bạn có thể hỏi là what would you rather be doing if you aren't working at your current job? So you're 37, I guess you work, right? So what do you do for a living? I do coaching. Coaching? What kind of coaching? In general Spanish and English. Ah, English. You're an English coach, huh? I see. Do you enjoy your work? Yes, of course. What do you enjoy about it? Helping people. Are most of your students from your country or do you teach online? Yes, from my country. The lessons we provide are in person. Ah, I see. So it's face to face. Yes. Okay. What would you rather be doing if you aren't working at your current job? I don't know. I'm planning to do business, like importing goods, but I would do it. I think I would not enjoy it, but might be for become independent. Nếu người đó không phải là người đang đi làm mà là một người đang đi học thì các bạn có thể hỏi những câu hỏi như sau nhé. So, what are you studying? Hoặc là so, what's your major? Và sau khi họ trả lời, ví dụ như là họ đang học về kế toán đi, thì bạn có thể hỏi thêm một câu là what makes you decided to choose your major? Video của mình sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn chưa có đăng ký kênh của mình thì hãy bấm cái nút subscribe và cái chuông kế bên để mà YouTube thông báo cho các bạn khi mà mình có ra video mới nhất. Và nhân tiện các bạn hãy bấm cái nút like luôn nếu mà các bạn thích cái video này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Bye bye.